Quý khách thân mến, hôm nay Vườn Mai Như Huỳnh giới thiệu cho cả nhà mình lô mai dạo Phú Tân rất là đẹp luôn. Đây, cả nhà nhìn tổng thể nè, cây nhìn xanh mịt luôn. Và cây được khoảng 3 năm, em nuôi trong chậu 3 năm cả nhà. Đây, mọi người thấy cái form hoa của nó nè. Cái form hoa rất là tròn ha. Đó, nó tròn như là hình parabol luôn. Và cái cánh hoa nó cũng tròn nữa cả nhà. Thì cái Phú Tân, cái sắc nét của nó rất là tươi mới luôn. Và em đang làm nụ cho nó nè. Đó, nụ của nó bây giờ rất là vừa để chúng ta sưu tầm chơi Tết nha. Đây, dàn nụ nè cả nhà. Đặc biệt đối với hàng Phú Tân này thì nó thích hợp với mọi vùng miền và đặc biệt là miền lạnh nha cả nhà. Thì cái dòng này là nó vỏ trấu của nó mỏng á, nên thành ra là nó nở rất là đẹp luôn. Đó, rồi và nó hơi thưa nè, nó hơi thưa cái lá nên thành ra là cái độ nụ của nó thưa. Nhưng mà hễ nó ra nụ nào là nó sẽ nở rất là đạt nụ đó. Đây, cái nhị của nó cũng rất là đẹp luôn nè cả nhà. Rồi cây này mọi người nhìn xem nè, liền cốt 100% luôn ha. Ở gốc thì cỡ như là mấy ngón tay của Quỳnh đây. Lắc lượng luôn. Đó, được uống lắc lượng luôn ha. Ồ, cái cây này cả nhà nhìn rất là sung, rất là khỏe luôn ha. Chiều cao trung bình là từ 40 cho đến là 55-60cm. Đó, cả nhà nhìn xem. Đây, ẩn dưới cái lớp lá nè cả nhà. Những cái khe nách lá thì nó có rất là nhiều cái nụ. Đó, mọi người nhìn thấy ha. Rất là đẹp luôn. Rồi, em cho mọi người xem thêm nha. Đó, quý khách nhìn thấy nè. Thì cái dàn Phú Tân này ha, hứa hẹn một cái Tết rất là đẹp luôn. Với cái màu sắc rực rỡ của một màu vàng nha. Đó, và bây giờ thì em sẽ tuyển cái lô này để gửi hàng cho quý khách nha. Và cây thì nó, đây, cho cả nhà mình xem nè. Trời ơi, coi nè, quá dữ luôn, cái tàn tròn do luôn cả nhà ơi. Đó, cây rất là đạt luôn nha. Rồi, cây như thế này 109 một cây ha. 4 cây em Huỳnh bao phí và 10 cây thì em tặng cả nhà mình một cây. Và tất cả cái bộ đế á, là được ghép với cái góc quấn rễ cả nhà. Đó, cái góc quấn rễ là nó rất là đẹp luôn ha. Nó nhiều kiểu lắm cả nhà. Đây, mình xem nè, tàn tiết nè, nó rất là ok. Cầm ra giùm em cái này. Đó, mọi người nhìn xem nha, cái tàn của nó nè. Xa xa tí rồi, xa xa tí. Đây, cái tàn của nó nè, tròn ủm luôn. Quay, quay đằng trước, quay đằng sau nè, quay trên, quay dưới luôn nè. Đó, cái dàn nụ của nó nè khách ơi. Đó, nó đang lấm tấm nụ kim như thế này nha. Rồi, chi tiếp cho cả nhà mình xem nha. Đây quý khách ơi, mê tít luôn. À, mọi người ơi, sưu tầm một vài cây về mình chơi Tết nha. Có một cái sắc vàng trong một cái ngày Tết thì thấy nó vui hơn nha cả nhà. Rồi, cây như thế này chỉ có 190 cây thôi. 4 cây thì em Huỳnh bao phí và 10 thì em tặng cho cả nhà mình một cây nha. Đó, 10 cây thì em sẽ tặng cho quý khách một cây. Rồi, rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ tiến về bên đây. Tiến về bên đây cho cả nhà mình xem thêm. Đây, cái độ tròn của nó nè cả nhà. Rồi, số lượng khoảng có 1.000 cây nha cả nhà ơi. Khoảng 1.000 cây luôn. Thì đây là dòng mai dảo Phú Tân nha mọi người ơi. Mai dảo Phú Tân nó chịu được cái lạnh á. Nó chịu được cái lạnh bởi vì vỏ trấu nó mỏng á. Nên thành ra là mình sẽ thấy là cái vỏ trấu của nó bung ra dễ hơn và nở đạt hơn. Đó. Cái sắc hoa của Phú Tân cực kỳ đẹp á mọi người ha. Rồi, nhìn ngắm lại một lần nữa nha cả nhà ơi. Đây, cái tàn tiết của nó nè, cực cung. Đó, quá đã luôn. Đây quý khách ơi, xuất sắc luôn, xuất sắc luôn á cả nhà. Chiều cao trung bình từ 40 cho đến là 55-60cm quý khách. Tùy vào cây ha. Nhưng mà em thấy rất là trội luôn nè. Đó. Rồi, 190 một cây ha. 4 cây thì em Huỳnh bao phí. Nếu cả nhà mình lấy một cặp á, thì một cặp là 450 em bao phí. Một cặp 450 luôn. Một cặp thì em cũng gửi hàng ha. Nhưng mà 4 cây thì giá 190 một cây. Còn một cặp á, thì là 450 em bao phí ha. Rồi cả nhà ơi coi nè, đã luôn. Đó. Thì quý khách ơi, cái lô này rất là đạt luôn nha. Mọi người có muốn sưu tầm một vài cây chơi Tết thì alo cho Quỳnh. Hoặc có muốn lấy sỉ á, lấy sỉ thì em cũng bỏ sỉ ha. Và 10 cây thì em tặng cho quý khách là một cây nha. Ồ, đã quá cả nhà ơi. Và rồi, bây giờ cả nhà nhìn ngắm nè. Quý khách thích thì alo liên hệ cho số điện thoại của Huỳnh là 0949234525. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.